Và một cái bí mật nữa ghê gớm, một bí mật tàn ác, một cái bí mật rất tàn ác mà chúng ta phải nhận, đó là định luật vô thường. Cái gì nó tác động lên cái này, nó khiến chúng ta như vậy. Xin cảm ơn câu hầu. Xin kính chào quý vị. Rồi bây giờ mình vào vấn đề chính, mà tôi xin trả lời cái câu này. Trước nhất chúng ta thấy cái hại cái lợi không có bao giờ, nó chỉ có cái lợi không. Thưa xin có nghe rõ lắm không ạ? Nghe rõ Dạ không? dạ con nghe rõ lắm tài Thì ạ. nó có hai mặt, nó có mặt lợi mặt hại của nó, chúng ta nhìn ra chứ không bao giờ chỉ có mặt 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 lợi không hay là mặt hại không. Rồi bây giờ đó, thì trước mắt cái mặt lợi này là cái gì, chúng ta thấy là cái gì, mà mặt hại là cái gì, sau đó cái thứ ba là chúng ta nói cái cách giải quyết được không, chúng ta có đưa ra được cái cách giải quyết không, mà chúng ta cứ nói cái miệng thôi mà chúng ta có cách giải quyết được không. Đó, cái thứ tư là mình nói về tính năng của tất cả những thực phẩm của mình. Nên coi lại một chút, hôm trước chúng ta đã nói rồi nhưng chúng ta nên soát lại, vì có những bà con người ta hỏi đó, tính năng của các loại thực dưỡng cổ truyền của mình đó. Rồi rồi bây giờ chúng ta nhìn lại đi, nghe anh Công Hầu mới nói các cái nãy đó, thì chúng ta thấy cái gì, chúng ta nhìn thử coi, y chang như là xích với kiềm, loạn hết trơn quý vị. Vào đậu nào nào đậu, rồi nào thịt, rồi nào thịt nuôi trồng, tức là thịt trồng như cây hay gì, lấy trồng như cây gì, chế biến ra đủ thứ cái, thì nó tiến còn hơn là biến đổi gen nữa quý vị, nó tiến hơn nữa, nên là càng ngày nó càng xa rời gì quý đi lý đi. Cái lợi là tôi nói là giải quyết được cho nhân loại cái thực phẩm tạm thời để cho đỡ đói. Bây giờ có những nơi đói quá rồi, làm sao mà giúp đỡ đây đó. Đó. Rồi mình nếu mà mình không có cách nuôi trồng này, không có cách dùng hết tất cả những cái thực phẩm trên thế giới mà có sẵn đây ha, trùng với các cái, thì chúng ta làm sao giải quyết được ha, cũng có cái mặt lợi đó. Nhưng mà về lâu về dài thì chết chết dở đó quý vị, chết dở. Tại sao vậy? Chúng ta trọng gì, chúng ta nói đi trở lại, chúng ta trọng cái protein đúng gì, thì không trọng thì cũng không phải, cái nguồn protein không có chúng ta nguyên cái to ngay cơ thể này nó tạo nên protein rồi axit amin rồi là có những loại protein protein tinh túy đó quý vị, làm sao mà không cần được gì hết. Nhưng mà cái vừa đủ gì không biết cái gì, quý vị ăn tới tới chế chuột cồng đồng, rồi tới chuột cống, rồi tới chuột lắc luôn đây, rồi ngày nào chắc quý vị phải ăn lu ruồi đó quý vị. Tôi nghĩ đó, phải tiến tới con ruồi cũng bổ lắm đó. À, ăn cái gì thấy như thấy thấy nhìn cả một cái chân trời, nên là coi như gần như nó giải quyết hết toàn bộ tất cả những cái thiếu sót thực phẩm. Nhưng mà nó loạn rồi quý vị, nó loạn rồi, quý vị thấy không, quý vị nhìn vô đi, quý vị thấy loạn rồi. Đây là quý vị gì, nhìn con rít quý vị cũng thấy chắc ăn được á, rồi quý vị nhìn con gián quý vị ăn được đấy quý vị. À, lần lần đi đến cái chỗ đó tận dụng, mà tận dụng hết mà, ôi trời ơi, loạn xà ngầu rồi quý vị. À, quý vị trồng luôn thịt thì cái cơ bản họ nhìn cái protein là quý, còn chúng ta nhìn cái bún bên âm dương là quý quý vị, cân bằng âm dương chứ không có dầu đi. Thì do đó chúng ta thấy trong câu số 3 và số 5 chúng ta hoàn toàn tất cả những hải sản đều không ăn hết cái gì, có nghĩa là giữ gì, có nghĩa là giữ gì, thấy là rồi thấy cái gì là chúng ta không giết hại sinh vật cái biển, thì có người đó chắc sân bay mốt cá nó nhiều quá không ai ăn hết thì chắc nó tràn lên trên trên đất cái gì, nó tràn lên đất nó chiếm chỗ người ở, không có cái gì, cái nào nó cũng có cái cân bằng sinh thái của nó, nó đến đó rồi nó có cái cân bằng sinh thái của gì. À, tôi có trẻ kể nhiều câu chuyện về cân bằng sinh thái của gì thấy rất là lạ. À, đây mà không có thì giờ chúng ta nói ra ngoài lề quá rồi. Quý vị thấy là quý vị nhìn đi, quý vị, ban đầu thì mình nó trà khỏe quá không có lo, giờ đây ăn cái gì cũng tốt hết trơn, trùng rồi dế rồi bồ cạp gì quất hết, rít rồi rắn cái gì đó không còn cái gì đó. Và chúng ta có lẽ phải tiến tới dù sử dụng như tôi nói là ăn con ruồi quý vị cho nó tốt lắm, protein cũng tốt lắm, dòi bị có dòi ăn được thì ruồi ăn được cái gì rồi gì không, trên cái đà mà trên cái lợi của nhìn thấy để giải quyết hết toàn bộ trước mắt cho nhân loại các cái gì thiếu thực phẩm thì nó đúng cái gì, nó đi con đường đúng cái gì. À, thôi rồi đừng có lo, mấy ông sẽ trồng thịt bò được, thịt bò trồng được, nhưng trên cái cặp mắt về âm dương cái gì là chết bỏ cái gì, chết bỏ, chết bỏ là gì, cái chữ ăn chay trong bên bên các đạo giáo đó, chữ chay đó nó không phải là cái chữ chay cái gì mà nó là cái chữ chay, ăn chay, ăn chay không phải là không ăn thịt đó quý vị, không có phải gì quý vị, truy là cái nguồn gốc chính của đây đi, ăn chay tức là ăn không có xa rồi không có chế biến, ăn nguyên như vậy thôi. Ví dụ như là con cá lên thịt ăn con cá vậy, không có chế biến thành đồ hộp, rồi không có chế biến thành các cái gì, không có chế biến tức là
từ thiên nhiên cho như thế nào, ban tặng thế nào, chúng ta chọn lựa như thế mà chúng ta ăn thôi. Và sẵn đây nói thêm với anh Công Hầu, nãy anh Hầu có nói dù anh trai thiếu protein ăn chút trứng gà thì đừng có quên cái món của Ara tìm ra. Mà tôi thấy rằng rồi, tức là cái đậu hũ đó có gì ai cũng nói ăn chay, nhưng mà cái đậu hũ gì ăn không, một gì ăn đậu hũ trắng đó, quý vị cho chừng chết dở, nó có loại axit khá độc quý vị, nó nằm trong đó. Thì ông già mình, bà ông tổ tiên mình ngày xưa đã lấy cái đó làm đi chế tương quý vị, thì với thời gian và muối thì hoàn toàn chất độc nó biến mất. Cũng như vitamin C khi làm muối, chanh muối và cái mơ muối thì nó nói là mất vitamin C nhưng nó hoàn toàn tốt đẹp hơn là vitamin C4 đối với con mắt tự dưỡng, con mắt âm dương. Nha, chứ không phải là con mắt về định tính định lượng. Còn ở trời Tây do định tính định lượng mà cứ pro tìm, cứ thấy cái protein trong con này, thấy protein trong con kia, quất hết cái gì, quất hết. À, còn chúng ta thấy bằng coi lại từ câu số 3, số 5, nếu chúng ta không có ăn hoàn toàn tất cả những thịt thú bốn chân, gà thì có thể những người khỏe mạnh thì ra có mang, hay là trẻ nhỏ nên ăn một chút thôi quý vị, một chút nữa. Và chúng ta ăn cái gì nữa, cá bao nhiêu phần trăm quý vị trong những người bệnh và người mạnh, chứ được có một muỗng hai muỗng cà phê quý vị à. Thì nếu chúng ta lấy cái gốc đó mà dễ giải quyết thì xong hết tất cả vấn đề, tức là tất cả các thịt nhân loại không có cần, có cần bởi vì chưa ăn chay được, và tất cả các cá nhưng chỉ cần một số lượng rất nhỏ trong khoảng năm. Quý vị cứ tưởng tượng nếu mà chỉ dân loại này chỉ cần có 5% và protein động vật thôi thì tất cả cái nuôi trồng đỡ cực dọc. Và tôi nghĩ không lầm, anh Công Hầu coi lại, phải chăng 10 kg rau hay mười mấy ký rau mới được một ký thịt quý vị? Quý vị coi lại đi. Tức là nuôi con bò, con heo phải trong mười mười mấy ký rau thì mới được một ký thịt, rồi thêm cả hóa chất vào đó để cho nó tạo thịt, cho nó nhanh cái gì. Thì nếu chúng ta căn cứ vào cái ăn ở câu số 3, số 5 thì chúng ta khỏi cần vấn đề chế biến nữa. Quý vị nhìn đi. Bởi vì rau củ thì, ví dụ một người nuôi một người ăn thịt bằng nuôi 10 người ăn trái, quý vị. Quý vị nhìn có thấy đúng không? Đúng rồi, chính xác, chính xác. À, thì đó thì cái giải quyết nó nằm đây, cái giải quyết cái gốc nó nằm đây là nhưng chúng ta có ăn như thế có đúng hay không, ăn thế có đủ hay không, ăn như thế có mạnh khỏe hay không, hay là ăn như thế rồi suy nhược, rồi cả nhân loại này đều điêu tàn. Thì bằng cớ là nhân loại thực dưỡng nó không có điêu tàn, cái gì nó không bệnh, ăn rất ít, ăn rất ít thịt động vật. Như hồi nãy anh Công Hầu đã trả lời câu này ra một phần, ăn có một chút xíu trứng gà thôi, xin phép, xin phép như vậy đấy. Anh Công Hầu nói mà còn ngượng, hơi ngượng mờ lời là chúng ta chưa có ăn chay được, chúng ta xin ăn một chút trứng gà để mà giữ cái thân này thôi, xin cho một chút cá để giữ cái thân này thôi. Nói ra thì cố cưỡng nhưng mà sự thật chúng ta ăn động vật cấp thấp có ăn vì chúng ta chưa ăn chay được, chúng ta có chưa phải là người tu hành lắm như vậy, không phải là người tu hành gần như vậy so với nhau đó. Giờ chú ăn chút chút thì quý vị nghĩ nếu mà ăn thực dưỡng hiện đại như thế và ăn có 5% trong khi nhân loại ăn 90% là thịt, tiểu vị thấy 80% kia trả về nguồn cho nó, tức là ăn rau củ gì, tiểu vị nuôi được mấy lần dân số này cũng gì, mà đi để tìm con ruồi, con bọ, con dòi, con dế rồi ăn gì, tìm trong đậu là quá rồi cũng gì, thì thấy không? Nó, và cái món ông Ahara tôi bổ sung thêm cho những người ăn chay, nó là đậu hũ chiên dầu mè hút hết dầu ăn với củ cải đạo, tài tình, một cái món bổ sung đầu tiên. Nếu dạng đậu hũ trắng là gì nguy đó, quý đó, ăn nhiều quá đồ hủ gì, nhưng ăn vừa phải trong một tuần lễ một hai buổi các cái, ăn thêm rong biển thì cái này người xưa đã biết rồi gì. Thì trong cái nãy mà anh Công Hầu nói thì đúng là thượng vàng hạ cám gì, thượng vàng hạ cám đủ thứ, có rong biển, có đậu nè, tương đối nha. Nhưng chúng ta lấy cái gốc để chúng ta chọn lựa là không chế biến là mới tốt gì, sát với thiên nhiên cho làm sao thì như vậy. Ví dụ thiên nhiên à, cho chúng ta là gạo, chúng ta nấu cơm, nấu cháo ăn thì tốt hơn là anh làm bún. Ngay khi làm bún, bún đó, kể cả bún nước đâu gì, mà quý vị chế biến rồi thành bún nước đó đã là không tốt bằng, không tốt bằng quý vị ăn cơm hay là ăn gạo rồi. Huống gì quý vị đi xa rồi, đi xa rồi đóng đồ hộp các cái, rồi quý vị đi xa là quý vị trồng thịt, gần như nói vậy. Chứ như thế hôm nãy như Công Hầu cũng nói kỹ, cảm ơn Công Hầu trước nói rất là rõ, vì tôi láng máng nghe cái chữ trồng thịt mà tôi không nắm rõ, giờ tôi thấy rõ ràng rồi, bốn bước để mà nó trồng được thịt. Cái gì thì làm sao đi cung cái gì, làm sao để cung phụng được, thỏa mãn cho cái miệng ăn cho đã, chứ không có nghĩ ăn đây là làm sao ăn cho đủ, ăn cho có, ăn cái thích cái thịt thì nhu cầu cái thịt còn cao thì chúng ta phải trồng luôn thịt mà ăn, mà không biết là ăn cái thịt như thế tốt hay là xấu. Quý vị ăn thịt đỏ quý vị thắt họng luôn đó quý vị, ai cũng biết mà, tại sao lại đi trồng thịt nữa. Ai cũng biết là tức ăn thịt đỏ là tăng xong nó lên và thận nó yếu đi, và ai cũng biết rằng rõ ràng là thịt gà hấp thu dễ hơn là thịt bò,
Vì sao? Tức là cái cơ thể này không có nhận, và cái cơ thể này, cái cuối cùng là cái quan trọng, cơ thể này mà muốn phát toàn bộ tất cả thức ăn đầy đủ, đây là đủ, cái này thịt là có thịt, là cá là có cá, là protein có protein, mà không nghĩ cái thân này nó ăn vô vậy nó hấp thu được hay không, nó có mạnh khỏe hay không, không biết gì. Thì sao? Từ thượng và hạ cám trong những cái nghiên cứu hiện đại, tiếc thay quý vị, xa rời thế gian, xa rời vũ trụ rồi, xa rời trật tự của tạo hóa rồi, chết vì lý do cung ráng mà cung cấp cho đầy đủ cho người, những cái thức ăn mà người ta thích khẩu, những nhu cầu về ăn thịt thì tôi phải cung cấp thịt, mà không giáo dục cho con người rằng có cần một chút mà thôi, nếu có cần, nếu có cần một chút mà thôi. Nghiên cứu lại tất cả những đạo giáo, tại sao có lâu lâu lại cấm ăn thịt, có những nơi cho những tôn giáo cho ăn thịt nhưng mà lâu lâu lại cấm, tại sao vậy? Tại sao vậy? Đâu có phải là chơi giỡn, chơi gì là cấm cho nó vui hay là cấm vì lý do tâm lý không, đó có gì họ nắm chắc lắm. Những người kia họ cái tư tưởng họ nắm chắc cái tác động của thịt như thế nào. Quý vị thấy không? Quý vị đi xa rồi quý vị à. Quý vị trồng, quý vị nuôi một con heo, con bò, bao nhiêu kilo để tạo một kilo, có bao nhiêu kilo rau để tạo một kilo thịt. Là quý vị mỗi người quý vị ăn gần 50 trăm gram, nửa kilo thịt trong một bữa ăn. Quý vị ăn có 15 gram, 25 gram có đủ hay không? Bằng cỡ những người ăn thực dưỡng nó đủ gì, nó đủ, nó ra nó đủ, nó thiếu một chút nó cho cái nửa cái trứng gà vô, nó thiếu một chút nó cho một có một muỗng cái gì, có một muỗng 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 cà phê cái gì, cơm cái gì trong đó, cá cơm cái gì, cá nhỏ xíu cá cơm, để nó lấy cái gì, vì B12 sự thật mà nói trong rau củ không có, gần như rất ít, gần như không có B12, nó đành phải lấy một chút cái B12 trong cái con cá cơm, và trong khi ăn như thế nó cảm thấy nó mang ơn của gì, cảm thấy nó mang ơn. Còn chúng ta giết hại vô tội vạ để chúng ta thỏa miễn cái miệng bạn chúng ta gì, thỏa mãn cái miệng chúng ta chết chắc không gì, chúng ta chết chắc, chúng ta không biết ơn vũ trụ này, chúng ta không tôn trọng sinh mạng của tất cả mọi vật, để đồng ý đến ngày nào đó nó sẽ được ăn thịt, bởi vì người ăn chay được ăn thịt mà thịt trong mà, thịt trong mà phải được ăn thịt thôi. À, họ quên rồi cái gì, họ chỉ nhớ cái định tính định lượng của thịt thôi mà họ quên rồi cái gì, quên rồi, quên rồi. Một một bên thì leo lẻo nói là thịt đỏ thì hại nha, thịt đỏ thì hại nha, bây giờ trồng thịt bò cái gì, thịt đỏ thì hại ai cũng biết mà. Thịt màu đỏ thì hại, trong đó có thịt heo thịt bò là chính, gì nhất định là nguy to cho cái thận và nguy to cho lên tăng xong, vậy mà ông đi bây giờ nghiên cứu đầu tiên là không phải trồng thịt heo mà trồng thịt bò, đúng không quý vị, trồng thịt bò lạ ghê quý vị. Ôi trời ơi, thôi đừng nói điều gì loạn rồi quý vị, thôi căn cứ đi vào thực dưỡng bệnh, tôi nói lặp lại cái con đường chính đức đó chính là vì chúng ta xa rời vũ trụ, xa rời cái trật tự của tạo hóa rồi cái gì, đi thỏa mãn với cái miệng của mình, cái gì đi vào cái cõi chết rồi. Nhưng rồi mặc lại có mặt hại giải quyết được vấn đề tạm thời trước mắt, và một cái bí mật nữa ghê gớm, một bí mật tàn ác, một cái bí mật rất tàn ác mà chúng ta phải nhận, đó là định luật vô thường, cái gì nó tác động lên cái này, nó khiến chúng ta như vậy. Một ngày đó anh Công Hồng nhớ nói cái câu tiên sinh cho nói là tại sao chúng ta luôn luôn tìm những thức ăn ngon, các cái đồ ăn ngon, đồ các cái để cho chúng ta mau chết. Nhớ nghe, nhớ câu hỏi này ngày nào đó anh Công Hồng nói giùm tôi, tiên sinh đã giải đáp cái này, tại sao khiến chúng ta dạy muốn chết mà chúng ta đi tìm thức ăn ngon, tại sao? Câu này trả lời rất gọn, gì trong vòng có một phút thôi, tiên sinh có trả lời cho chúng ta tại sao chúng ta cứ đi tìm cái thỏa mãn, chúng ta ăn, chúng ta trồng thịt chúng ta ăn cho nó đã cái miệng chúng ta. Mà chúng ta có nghĩ là cái thịt có cần quá như vậy không? Có cần thiết đến cái độ mà nghiên cứu từ trong phòng thí nghiệm, rồi nghiên cứu chế biến từ đó, đóng hộp các cái rồi chế biến ra thức ăn, rồi trong hộp các cái đi hỏng xong, rồi bắt đầu mới tìm ra là trồng cái luôn đó. Quý vị đi chứ gì làm cái gì? Quý vị tìm những cái khoái khẩu và những cái thói quen của cái miệng mình đã ăn rồi gì? Và quý vị thỏa mãn cho nó cái gì? Sao quý vị đi xa vậy ta? Tôi nghĩ sao quý vị đi xa dữ vậy ta? Đó. Và lẽ nhiên tôi đã nói là nó vẫn giải quyết được trước mắt cái thiếu kém của thực phẩm này. Nhưng mà trước dù trước mắt hay là dù tương lai chăng nữa, dù chưa thấy cái tác hại nó như thế nào mà tôi đã trình bày mới nãy đó, thì quý vị cũng vẫn thấy rằng cái gì? Hiện tại sức khỏe của những người ăn thực dưỡng là những người không có trọng về vấn đề bệnh tật, nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn không bệnh tật mà. Sao không lấy cái lấy đó, sao không nghiên cứu những người đó ăn, có người ăn có một buổi cái gì, có người ăn buổi vẫn khỏe mạnh như thường, tại sao vậy? Rồi những người ăn chay trường, ăn mình nói đại nhiên tôi lặp lại, ăn chay trường thật là cao quý, nhưng những người ăn chay trường hiện tại cũng bệnh khá nhiều, là vì không biết cái vận định về âm dương chứ không phải vận định tính định lượng,
họ đã sản xuất, họ đã chế biến cái này và họ căn cứ trên định tính định lượng. Nhớ, định tính đó là protein, lipid hay là glucid, định tính và định lượng của nó là bao nhiêu gram một ngày, bao nhiêu calorie. Họ nhắm trên cái này mà chúng ta không có phải dựa trên cái này, mà chúng ta dựa trên âm dương cái gì. Thì thấy cái phương pháp, cái cổ truyền quý vị thế nào? Tôi lặp lại, quý vị chết bây giờ, quý vị đã xa rời trật tự vũ trụ này. Nhưng mà rồi này nè, nói đi rồi nói lại. Nó có một sự thật khá tàn ác. Nhưng thế tôi mới nói rồi để quên. Thế tôi nói luôn, đố gì biết. Đố gì biết làm gì đó gì. Đố gì biết cái sự thật tàn ác. Một sự thật khá tàn ác. Chúng ta nghĩ đến luật vô thường gì? Tác động đến luật vô thường. Ghê thiệt. Bà đã nói rồi gì? Tiếp theo, những người nghe tôi nói về vô thường và những người nghe tôi nói trong cái bài thứ 43 và 44 nữa quý vị. Ít quá. Ít quá. Tôi nghĩ rằng nếu mà thấy được thì trong cái bài 43, tức là trở về nguồn cội đó, tìm đến nguồn cội của mình. Ôi trời ơi, nó quý báu biết bao nhiêu cho người tu. Có nhiều người tu từ kiếp này qua kiếp kia quý vị để đỡ gì thì để tìm được Phật tánh. Tức là mình không dám nói Phật tánh mà mình trở về nguồn cội. Ít người xem báo gì. Coi tầm thường quá. Định luật vô thường cho khía cạnh bề bạc, bề tích cực của vô thường, ai cũng cho là vô thường rồi, sống đây còn gì rồi, tan nát rồi, chết rồi, tài sản đem theo, vợ con đem theo, cái nút áo con đem theo, mà không thấy cái mặt tích cực của vô thường gì, thì cái bài đó cũng ít người theo xem cái gì, lạ ghê cái gì, nó không thức tỉnh cái gì, hai cái bài đó đủ rồi cái gì, không cần áp dụng thực dụng, đủ rồi, đó là tôn trọng cái trật tự của tạo hóa này mà đi, tôn trọng cái trật tự của tạo hóa này, và tìm thấy rõ ràng con đường đi trở về vô cực, tức là con trường ngược là chỉ thế gian rời bỏ nhiệm tính gì không thấy người ta có ít quá vài ba ngàn người, ít quá nè uổng quá uổng hết sức tôi thấy lạ tôi nghĩ ít nhất thì không phải nói mình không để mình đưa lên để mình lấy tiền đâu có gì phải không vì uổng quá xem lại nhớ cái bài 43 và 44 chỉ cần thức tỉnh của hai cái bài đó một là luật vô thường cái tác động tích cực của vô thường không phải là tiêu cực nha. Như bà con nói toàn bộ tất cả thế gian hiện tại người đã chán nản người ta thấy đời không còn gì người ta đi tu người ta đủ thứ hết rồi mà không thấy mặt tích cực của vô thường yếu tối thai rồi bây giờ cũng vậy không thấy được bây giờ cái chữ ăn chay của những người tôn giáo là quý báu như thế nào chữ ăn chay quý vị không phải ăn chay đâu ăn chay quý báu thế nào mà quý vị lại đem ra quý vị cung cấp đầy cho đủ đầy đủ protein theo cái nhu cầu của nhân loại nhưng thế thôi cái thứ nhất mặt cái mặt lợi một cái mặt lợi tích cực của cái cách chế biến này là tạm thời nhu cầu đầy đủ ăn rác có chuột cống có gì ăn chuột cống luôn chuột lắc luôn nè dòi bố bỏ luôn thì tạm thời giải quyết được cái cho cái trận đói gì để tiến tới chỗ nào gì để tiến tới một cái nhận định rất là phải có tốt đẹp mà lại tàn ác luật vô thường nó tác động mà mình không thấy luật vô thường đang nghe nó nhẽo nhẽo mà nó biết luật vô thường nó tác động vô đâu nhân loại này từ 1 tỷ rưỡi lên tới 7 tỷ phải không cái gì hồi xưa có 1 tỷ rưỡi 1 tỷ 7 lên tới 7 tỷ thiếu mới thiếu thức ăn mới là lo như vậy vì thế và tại vì chủ trương nhà thức ăn ăn thịt ăn cho nhiều vô chứ không có thì nếu chúng ta dùng đủ rau và chúng ta chỉ lượng thịt cá đủ sức như những người ăn thực dưỡng đã từng áp dụng có 5% như đủ sức mua thế gian này 7 tỷ nhưng mà nếu chúng ta vì nhu cầu của chúng ta ăn như thế chúng ta cấp cho miếng gạo Đức không ăn tôi đã nói thật quý vị có một vị có một người rất là thân với tôi trong một dĩa cơm bưng lên lộn có một hộp gạo Đức cái gì tôi nói tôi đưa tay làm chứng chứ không phải là tôi nói là tôi gục pha có một hộp gạo lứt vô là họ đẩy cái dĩa cơm làm ăn tôi đây là tôi đưa tay nói gì tôi nơi nói ở thế gian này tôi dối tôi bắt tội chỉ có một hộp gạo lứt lộn trong cái dĩa gạo trắng họ đẩy ra họ ăn về như thế không gì tôi nói thật là ai không chị là ai chưa có gì họ dị ứng gạo lứt tới cái chỗ đó đó có gì đáng sợ thì không biết cái sao được cái phúc báo của họ nó không có sao gì đây này, nên tôi nói nghe mặt lợi là giải quyết là tôi nói là một cái mặt lợi nghe nghe một cái mặt lợi tích cực của gì quý vị của cái tìm ra thực phẩm nãy giờ cái chế biến là giải quyết hết cho nhân loại và một cái mặt lợi mà tiêu cực không ai thấy mà rất tiêu cực đố gì biết vậy nhìn đi tôi nói nếu nó trật tự gì là mơn trận này nó anh nói dốc anh nói không đúng mà nếu nó đúng thì là mơn của gì nghe dùng một cái mặt lợi rất là tàn tàn ác mà chúng ta phải chấp nhận là phải có
nó khổ nổi là phải có. Vì nhìn đi là gì? Vì tôi nói rồi, vì nhân loại có 1 tỷ 7 thôi, mà giờ lên tới 7 tỷ thì ăn cái này cho mau chết chứ, cho nó mau chết chứ. Vì nhân loại nó, cái luật vô thường nó tác động lên, nó biến đổi từ 1 tỷ 7 qua tới 7 tỷ, thì bây giờ cái luật vô thường nó tác động lên để cho dân số sẽ dẹp đi, vô tình tất cả dân số sẽ dẹp xuống đi, để cho nó giảm bớt, cho nó trở về quân bình nam dương, để cho nhân loại trở về quân bình. Thành ra bắt buộc phải, đáng lẽ từ ngày xưa 70-80 tuổi mới chết, thì bây giờ 40-50 tuổi là ung thư ráo. Có một vị mới lên trên mạng kia nói cho biết rằng ngày xưa bệnh tật khoảng 7%, bây giờ bệnh tật 60% của gì, để chi? Cho mau chết. Mau chết để chi? Để cân bằng lại, cân bằng lại quân bình dân số của thế giới, cho mau chết. Thậm chí có những quyết định tàn ác hơn là muốn cho thế giới này bớt đi, bớt sống đi, để mà cho để quân bình, thì nghĩ ra một cái điều thiện cái gì, phải không? Bây giờ nó gì thấy không, đúng không? Cái gì ngày xưa 80-90 tuổi mới chết, bây giờ 50-55 tuổi chống gậy hết trơn rồi, gì cho gì, thì nó cân bằng không? Cân bằng nếu gì, nó lặp lại cái gì, nó lặp lại cái gì, thấy rõ ràng cái tai hại, cái tác hại của nó là vô tình nó chế biến ra được cái để chi, để cho tuổi thọ nó giảm đi sẽ nó mới cân bằng. À, tôi ví dụ nè, một 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 tỷ bảy bảy người mà nó sống tới 70-80 tuổi, 80-90 tuổi nó mới mới mất cái gì, trong cái dân số gì nó mới mới, mới chết à. Thì bây giờ ví dụ như trong vòng 5 năm mình nói đại khái trong cái gia đình của mình đi, mình có 2 đứa con này quý vị ha, 2 đứa con đi, 2 đứa con thì một đứa con vậy nó sống tới 90 tuổi thì cái gia tài sự sản trong gia đình nó có được chiều như 300-400 tuổi thôi, nhưng mà đẻ tới 10 đứa con mà nuôi không nổi thì nhất định là một đã eo ọt, hai là học không tới đâu nơi tới chốn, để cho nó trang ra, nó cân bằng ra. Một cái này tuổi cao nè, 80-90 tuổi thì nó là 1 tỷ 7, nhưng bây giờ nó tới 7 tỷ cao vậy thì làm ơn cho nó dẹp xuống cái tỷ lệ sống của nó, sống còn của nó giảm, nó cái thọ, cái tuổi thọ nó không còn nữa, vậy nó cân bằng. Thì thấy cái cân bằng đó đi chứ, cân bằng để gì, để mau bệnh tật hơn và mau chết sớm hơn, một cái mặt lợi. Thì lấy đi như trước bắt là mặt lợi, giảm dân số đi là mình thấy mặt lợi chứ đâu phải là phải không, chứ không có thì lấy đâu mà nuôi, lấy đâu mà nuôi. Chứ mà không nghĩ là nếu chúng ta nuôi một cách như là thì hiện đại chúng ta nuôi đủ 7 tỷ người mà chúng ta không cần phải chế biến thức ăn cái gì à, thế là cực khổ như vậy đâu, thấy không? Cái gốc vẫn không tìm ra gì, cái gốc vẫn không tìm ra là cái mắt quân bình âm dương không thấy ra, mà chỉ thấy được cái định tính định lượng và cái cung cấp calori cho từng loại cá nhân thôi, lạ lùng hết sức cái gì. Có những người cũng vậy, nhìn ở trên thực, ở trên những người mà đấu võ và võ và đánh võ ở Nhật Bản, có kể gì trong những trước những ngày anh ta đấu vật đó gì, anh ta ăn cũng cá thịt đầy đủ nha, nhưng mà trong trước khi đó trong vòng 1 tháng là bao nhiêu, anh ta ăn chay đó, cái gì tìm đi có đúng hay không, có lạ thế đó, cái gì lạ thế đó, sao mà lạ vậy. Và những cái này nè, bữa này mới lạ nè, cái gì coi nha. Đây tôi sẽ kể lên câu chuyện này để gì, đây là một thực tế mà có thí nghiệm rồi nha, để quý vị thấy. Quý vị thấy cái gốc để giải quyết, như tôi nói câu số 3, tức là cái gốc giải quyết vấn đề này là tìm xem cái cơ thể nó ăn thích nghi như anh Công Hồ nói, nó muốn hấp thu cái gì và nó cần cái gì bao nhiêu, và bao nhiêu nếu chúng ta thiếu chúng ta đưa thêm một chút còn hơn chúng ta ăn dư. Và toàn bộ tất cả những người ăn thì ăn dư, cái gì ăn thịt cũng ăn dư đi, phải ăn vừa đủ thì cũng đến nỗi nào mà thiếu lương thực như vậy đâu mà ăn thừa. Mà quý vị nghe này, người ta mới cái này có nghe, quý vị lên mạng quý vị coi để tôi có nói dốc thôi cho biết, để coi mình ăn có đúng không, nếu mình ăn ít gì vậy thì có đủ sức hay là không sống mà. Cái thứ nhất là những võ sĩ quý vị coi lại, những võ sĩ nhất là bên Nhật đó, thì khi đến khi dần đấu võ rồi họ ăn chay cái gì, ăn chay trong một thời gian ngắn thôi, lạ thế. Tại sao? Mình phải đi tìm hiểu chứ. Rồi bây giờ họ mới thí nghiệm như vậy này, họ làm một cái dốc truyền khoảng độ như vậy, cỡ bốn đây mình tính cho bốn khoảng 45 độ đó đó, lối đó 45 hay là 35 40 gì đó, tức là nó hơi dốc đi chút xíu gì vậy, gì ở trên này nó cho nước chảy gì, nước chảy khá mạnh, bên này là hồ xây cao, bên này xây cao, bên này có cái bực lên như vậy của gì, đây. Nước chảy xuống gì, nước chảy khá mạnh, thì nó cho ba cái thứ chuột của gì, một cái loại chuột là ăn chuyên môn rồng ăn thịt, còn 95% ăn thịt, một cái số chuột là ăn chay hoàn toàn, tức là ăn đủ thứ các cá nhưng mà không có cho ăn thịt cá thôi, và một cái loại chuột cho ăn đậu lứt gì, cho ăn cơm đậu lứt, một chút cá, một chút rau thịt, đúng y như câu số 5, ăn tựa tựa như câu số 5 của mình. Điều gì xảy ra ở trên này, nước ải ào ào, cái gì coi nghe, tôi nói có rồi, họ thử rồi, đây nước chợ, đây treo một thứ mới thức ăn cái gì thơm, các cái ngon, nó nằm trên này, đeo toàn đây tiếng đen, toàn đen tiền
ở đây chuột bò đó gì nó cho rượt ra, nó thèm quá mà bỏ đói hết mấy ngày rồi, một hai ngày gì đó thì mới cho ra, thì ta thấy thức ăn ta có chạy lên là những gì, hiện tượng gì xảy ra, nó chạy đi đầu tiên là con có ăn thịt cái gì, nó đứng đầu nó chạy quá lên, chạy lên mà. Thì con một con chạy lên đầu tiên cái này vậy gì, con kia cũng chạy, hai cái con mà này chạy thì con này trung bình, hai con này con chạy, một con ăn chay và con, nó chạy dưới dưới gì, còn con thịt ăn thịt nó đội lên tới là gì, nó chạy một phát nó chạy lên tới đây luôn này, bây giờ này những gì nó chạy lên tới đây luôn cái gì, nó chạy lên đây nó chạy lên nữa cái gì, tức là nó chạy lên tới đây rồi nó đứng đầu cái gì, nó đứng đầu tới đây rớt xuống gì, rớt hết không có con nào lên nổi, một con ăn chay thì cũng chạy lên, một con ăn chay với con ăn thực dưỡng đó cái gì, nó cho ăn thực dưỡng đó à, giống như mình ăn thứ ba cho năm thứ sáu, thì cái con ăn chay nó chạy lên tới tới về tới đây là nó buông gì, tới một chút về là nó rớt rớt, còn con thịt chạy tú hay là gì rồi rớt này. Chỉ có cái con ăn thực dưỡng lại lên đớp cái này thôi gì, nó bò lên tới nơi nó đớp thành không còn miếng nào tới đây, rớt hết, chỉ có con ăn thực dưỡng ăn ăn ngũ cốc rồng là nó bò lên tới đây gì, nó ăn có một chút cho nó ăn một chút cá thường một chút thức ăn, nó lên tới đây cái gì, cái gì coi trên mạng đó, thử rồi đây. Nó quất sạch dòng nước, nó đi từ 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 cái gì, đi hết lên hết, con này đi vượt lên đầu nó cũng vậy, nó cũng bình tĩnh nó đi lên, con này vượt lên đến vừa gần tới đây rất đến gần tới đây, không có con nào ăn thịt mà lên tới đây, thì nó lại như cũng tính rồi, nó tính cái mức độ này mà để cho cái ráng hết sức mới lên được, do đó con này nó cứ lên 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 tới đây, chỉ có con này lên tới đây là rất, nếu ngắn chút xíu thì con hy vọng, nếu ngắn tới đây thì hy vọng là cái con ăn thịt nó lên tới đây, nhưng nó tính kỹ rồi ráng hết sức để coi mày lên nổi hay không, thì cái ráng hết sức của cái con ăn thịt không thân bằng cái con ăn thực dưỡng, nói gì coi nó thử rồi nước nước trên này nó vô đâu xuống gì nó bò lên tới đời nó gì sao, như vậy thì nếu chúng ta thấy được cái này chúng ta giải quyết được thì cả nhân loại này đều được cứu, và bằng cách là không cần phải chế biến cực khổ như thế gian mà đủ để nuôi cái vốn siêng số này, phải không quý vị, nhìn đi bao nhiêu ký rau mới được một ký thịt, cái gì bông bò con cỏ ăn bao nhiêu ký động, bao nhiêu ký thực phẩm về ngũ cốc đâu gì, ngũ cốc về rau cỏ là mới tạo được ký thịt quý vị, để giảm đi, giảm cái lượng ăn thịt đi, đang đang ăn 90% thịt quý vị, ăn thử cho tôi 5% thịt trong ngũ cốc quý vị cũng khỏe mạnh khỏe như thường, bằng cớ người ăn chay đó gì, dầu là bên Mỹ bên đâu vậy người ăn chay cũng khỏe mạnh gì, thấy không, thì chúng ta giải quyết được cái gì, đi chúng ta thấy gốc này chúng ta được bình yên rồi, đi nghiên cứu nữa ra là nguy hiểm vô cùng quý vị, ăn chay tức là ăn ít chế biến của gì, ăn nguyên nguyên sao trời đất cho làm sao thì ăn vậy thôi, rồi sẵn chú hiểu nhớ anh nhớ công hầu nói bị có bà con nói là tất cả những thức ăn thực dưỡng của mình đó có những tính năng mà không biết được, thì lúc nữa nói tôi sẽ trả lời một chút đỉnh mình có nói rồi đó quý vị, nhưng mà bà con muốn hỏi nữa là không hiểu rõ natto làm sao rồi tamari làm sao nuôi thực phẩm cổ truyền tính năng làm sao thi chất làm sao, cái này nói nhanh quý vị ha, tôi tạm thời cái câu trả lời của anh công hầu mình nói rồi đó, thì đó cái lợi và cái hại của cái thực phẩm chế biến quý vị thấy không, là tùy quý vị đi đi tùy quý vị chọn đi, tùy tình trạng của đất nước này, tình trạng của vũ của trái đất này à, tùy tình trạng của cả trái đất này của cả nhân loại này, quý vị đi tìm đi coi chừng, nhưng trong khi đi tìm hình như quý vị đi hơi xa rồi đó, quý vị đi hơi xa rồi đó, nhớ muốn mạnh khỏe thì ăn chay, ăn chay là ăn thực phẩm nguyên trời đất cho làm sao thì ăn, ví dụ trái cây thì có thể ăn được một trái, tôi chưa nói về trái cây được ăn hay không nha, tôi không nói đó, nói ví dụ trái cây một chút thì chúng ta ăn một miếng nhỏ nhỏ ít ít vậy thôi, chúng ta không có nên lấy trái cây đem chế đóng hộp mà ăn, tức là kêu qua chế biến mà ăn đó, mà ăn nguyên nguyên trên cành, ăn nguyên vỏ, dù trái bắp thì chúng ta không nên để nguyên trái bắp mà ăn, để nguyên trái bắp luộc mà ăn cái gì, không nên lột trái luộc ra, không nên lột cái hộp ra đấy, chế biến sơ sơ chế mà còn chưa cho, tức là không nên lột cái hộp ra để dành đó rồi đem ra sau xào nấu các trái rồi thêm mỡ thêm hành mà ăn, mà nên nguyên trái bắp ăn, không nên ăn nguyên, tức là ăn bắp còn trong cái cùi, không ăn bắp rời ra ngoài gì, đến độ chế biến sơ chế như vậy mà còn không nên lại là trái thì tự vũ trụ nó mất hết hoàn toàn tinh túy của nó, mất hết hoàn toàn cái cân bằng sinh thái của nó gì, huống hồ gì cũng dị chế lần lần vô đồ hộp rồi đã đủ gì đi trồng thịt nó gì, ôi gì đi xa lắm nó gì, nhưng mà thôi cũng tốt thôi để cho nhân loại chết bớt chứ sao giờ ăn vậy bắt buộc phải bệnh tật là phải chết sớm thôi. Đấy. Như thi thưa quý vị là tôi đã 80 mấy tuổi rồi, răng hồi nhỏ tôi nói quý vị đó, ví dụ như một cái bằng cớ không phải nhiều bằng cớ nha, nhưng mà không thể nói đúng cho tôi lặp lại được, không phải đúng cho tôi mà là đúng cho anh, nhưng mà rõ ràng tên người thực dưỡng nó từ từ gì như bác Hưng nó
ông khỏe vô cùng cái gì, ông ghê như vậy mà ông khỏe hơn tôi gấp mấy lần cái gì, à, lạ ghê, cứ như anh thân dưỡng lạ ghê. Rồi anh Công Hầu thì còn hay hơn, sau này anh vừa sống thọ mà anh vừa đẹp trai hơn nữa cái gì, đẹp trai hơn nữa sao anh còn hơn một cấp lên cấp đẹp trai và sống thọ cái gì, lạ lắm cái gì. Như là tôi chỉ mất cái răng lúc 10 tuổi, tôi nói gì không cha không mẹ đau nhức đang lấy đi cám, không cám đem đi nhổ mất cái răng, bây giờ yếu rồi nè, coi như còn hết rồi, còn răng hết rồi, nhìn yếu rồi, yếu rồi mà cũng còn, rồi con mắt không có biết cái mặt cườm mắt gì không có. À, dĩ nhiên lớn tuổi rồi vậy mà không bị loãng xương mới lạ, tôi thử rồi loãng xương thì có chân nó yếu đi, cái gì có yếu đi gân các cái giãn tĩnh mạch, đương nhiên rồi trái tim nó đập cả 80 năm rồi gì nó yếu đi rồi gì, nhưng mà rõ ràng là nếu mà nói cái tuổi về cái tuổi mà sinh học của tôi đó, cái tuổi tôi không phải nói tuổi đời tôi là 80 mấy, cái tuổi sinh học của tôi đó, thì có nhiều người 50 60 đã chống gậy rồi, cái gì răng không còn một căn, mắt đi mổ cườm hai ba, cái 40 mấy tuổi 50 tuổi là đi mắt đi mổ cườm mất rồi, cái gì không phải mình tôi được như vậy mà những người ăn thực dưỡng như bác Hưng đâu có mổ cườm gì đâu, cái gì tại vậy nó trúng nhiều người quá, không phải trúng một mình tôi mà áp dụng trúng nhiều người quá cái gì, thì chúng ta thấy nó gần với chân lý đúng rồi, chứ không phải là không phải đúng cho một người mà đúng cho nhiều người quá, mà chứ không phải áp dụng riêng rẽ cho mình tôi gì về thực dưỡng. Nếu chúng ta đi đúng đường chúng ta thấy được rõ là muốn mình âm dương như thế nào, chúng ta nhìn vào bát âm dương mà chúng ta không có phải là sẵn đây tôi đã nói là vấn đề là cố chấp với không cố chấp, là ví dụ như hai là chúng ta nói là chúng ta cực đoan đấy, cái gì chúng ta cực đoan thì nhớ câu mà tôi xin mượn bên nhà Phật để tôi trả lời cho quý vị đúng, đừng nên cực đoan, nhưng cũng nè nghe nè quý vị nghe nè nghe đây quý vị, vì nè tôi phân tích luôn nó dính trong thức ăn của mình, đừng nên cực đoan để chọn thực phẩm, nên chúng ta chỉ còn thực phẩm loanh quanh thế đó là gọi là cực đoan, nhưng đừng nên nghe quý vị đừng nên cực đoan nhưng cũng đừng nên không cực đoan, nó có hai mặt chứ, là cực đoan cũng có cái đúng và cái sai mà không cực đoan cũng có cái đúng và cái sai, chúng ta coi chừng chúng ta nói chúng ta không cực đoan thì tại sao tiên sinh có nói đừng cho rờ đến trái cây, tiên sinh có cực đoan không, đáng lẽ là đừng ăn trái cây hay là ăn ít trái cây, ăn cái gì thì không cực đoan, tức là ăn nhiều thì nó hại nhưng thôi ăn chút chút đi, ông phải ông ăn chút chút ăn ít mà ông cũng không phải nói đừng ăn trái cây cái gì thì hơi cực đoan rồi phải không, đằng này ông nói là không nên rờ đến cái cây, vậy là cực cực đoan cái gì, trong trường hợp này phải cực cực đoan thì mới đúng được, không nên rờ được, ne pas toucher les fruits, ne pas toucher, toucher là rờ cái gì, rờ trái cây thì rõ ràng là ông cực cực đoan cái gì, thành ra trong trường hợp này cực đoan này đúng, còn chúng ta nghĩ là chúng ta nên không cực đoan coi chừng chúng ta ba phải. Nè, ví dụ nha, là tôi nói nhà kia, bởi vì tôi nói nè, cực đoan cũng có cái đúng và cái lợi và cái hại, và cực đoan cũng có cái đúng và cái sai, cũng không cực đoan đó, cái gì, không cực đoan, ví dụ thôi ăn chút xíu thuốc độc rồi nếm chút chút đi, thì chết cái gì, thuốc độc mà sao nếm chút chút đừng thuốc độc là phải cực đoan, không được rờ đến thuốc độc, phải không quý vị, đó là, vậy là trường hợp đó cực đoan là đúng, còn nếu chúng ta coi chừng chúng ta nói không cực đoan, chúng ta ba phải, nhận nghe ba phải cái gì, anh này nói là đi Vũng Tàu đi ra ngoài đó, thì đi xe gắn máy là tới nơi, có ông nữa ông nói không đi ra ngoài đó thì đi máy bay mới được chứ còn đi xe gắn máy không được, thì bắt đầu hai người mới biết làm sao mà nói anh này cũng phải anh này cũng phải, như thế là mình thành ba phải, mình không cực đoan lúc đó mình thành ba phải, mà mình phải nói rằng nếu có chuyện gì gấp phải đi máy bay phải không, nguy rồi ở ngoài đó có người đám tang lắm, người bệnh tật phải chạy lên, thì khi đó chúng ta phải đi máy bay, còn đi xe gắn máy hay đi bộ là tật, nhưng nếu chúng ta đi chơi thông thả thì chúng ta đi xe gắn máy thì được đỡ tốn tốn tiền, vậy chúng ta không có ba phải, chúng ta không phải nói là anh đi xe gắn máy ở đúng đi ra Vũng Tàu được thì đúng rồi anh đi máy bay anh cũng đúng, thì anh nào đúng anh nào cũng thành chúng ta thành ba phải, giữa chừng dù có người nói là cái chuyện này ăn cái này thì đúng nè mà không ăn cái này thì đúng, thì mình vừa mới nói ở anh đúng rồi vừa mới nói anh cũng ở anh đúng, mà anh này đỡ không ăn cái này anh nói thì ăn mình nên ăn dù trái cây đi, cái này nó ăn mình nói đúng, anh này không ăn trái cây mình nói cũng đúng luôn, thì là mình là người không cực đoan, tức là mình không có cực đoan, tức là mình không nghi gì ai hết rồi mình không có cực đoan phải không, không phải cái gì mình thành ba phải gì phải không, ba phải đó ra cái gì cũng phải gọi là ba phải, trong trường hợp này cái gì nghe 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 gãy đâu vậy, trong một trường hợp chúng ta phải quyết định là bên này là đúng, anh bàn cãi xong xuôi tôi nghe rồi tôi nói bây giờ anh là đúng nhưng coi chừng ngày mai cái tư tưởng anh là không đúng nữa, ví dụ cái người mạnh khỏe ăn chút đỉnh trái cây có thể là đúng, nhưng cái người đang bệnh tật các cái không nên ăn trái cây nhất là trái cây chua thì có thể là sai,
Thấy chưa? Thành ra mình không có ba phải là như thế. Tức là giải quyết trong một trường hợp chỉ có một bên đúng mà thôi. Trong trường hợp này chỉ có bên đây đúng mà thôi. Và trong một trường hợp khác thì có thể bên đây đúng. Các vị nhớ không? Đó. Do đó cái, ở bên tiếng Pháp nó có cái câu rất là hay quý vị. À, không biết tôi nhớ Pháp hay là nước Đức. Chân lý bên này Pyrenees sai lầm bên kia Pyrenees. Pyrenees là dải núi ngăn cách giữa Pháp và Đức, nếu tôi nhớ không lầm. Thì chân lý quý vị nghe này, để quý vị trở thành ba phải, quý vị trở thành ba phải, tức là quý vị không có cực đoan đôi khi quý vị thành ba phải này. Chân lý bên này Pyrenees là la vérité đằng Pyrenees, đang ở trong đằng Pyrenees ero đề là ra khỏi, vượt khỏi cái biên giới bên kia là nó thành ra ero, tức là trật. Là la vérité đằng 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 Pyrenees, tức là ở dưới, ở trong cái biên dạng trong Pyrenees thì ero đề là. Tôi tới thí dụ bên đây cho ăn, khi cha mẹ chết người ta ăn thịt là đúng, quý vị, quý vị có tin không, quý vị có nghiên cứu coi có đúng không? Nhưng mà bên kia là quý vị là tàn ác, cha mẹ chết quý vị còn ăn thịt. Nhưng mà nếu bên đây quý vị không ăn thịt là nói là con bất hiếu, vậy thì bên nào đúng bên nào sai, thì thấy không? Đó thì trong trường hợp nào bên đây ở cái, ở trong cái rãnh Berine này đó mà nói là ăn thịt cha mẹ khi mất là đúng, cái gì thế không? Nếu quý vị nói là sai thì nó sẽ phản đối liền, vì nó cái tập tục đó là trong cái những cái nhóm mà lẽ nhiên đây là những cái tập tục của những cái, nhưng không phải nó không có lý đâu gì, cái tập tục của những người gì, những người thổ dân nữa gì. Và bên đây nếu quý vị nói ăn thịt cha mẹ là đúng thì quý vị ra khỏi bên đây qua bên nước Đức thì nói ôi cái thằng này thằng giả mang, thằng tàn ác. Thì nếu quý vị qua bên cái chỗ mà người ta nói ăn thịt cha mẹ tàn ác, bởi vì nó ăn thịt cha mẹ là đúng, nó quýnh chết luôn, nó quýnh chết luôn. Thấy chưa? Thành ra hai cái coi chừng, hai cái cực đoan đôi khi lại là đúng, chứ không phải được cực đoan là sai đó quý vị. Phải không? Tôi nói lặp lại, tiên sinh nói câu đưa ba chú celebrity là không đời, thế cây là tiên sinh cực cực đoan. Nhưng có khi cực đoan lại sai. Tôi chứng minh, tiên sinh lập ra 7 số ăn mà quý vị chọn có số 7 không, quý vị có cực đoan không? Thì trả lời luôn đi. Cực đoan nó coi chừng. Cực đoan đó có thể sai. Nếu quý vị kéo dài quá nhiều ngày, nếu dạng số 7 bà rõ ràng khi 7 số quý vị lấy ra có một số nhất định số này là đúng, 6 số này đẹp đi thì quý vị đã cực đoan rồi đó. Thì trong trường hợp này coi chừng, cực đoan có thể sai, có thể sai nha, cái tôi nói sai phải không quý vị, nó không ba phải chút nào hết, có khi cực đoan đúng sai nó có hai mặt, đừng nghĩ có một mặt, nó có hai mặt vì vậy. Rồi nó có tạm gọi là anh Công Hầu nên hỏi về cái vụ mà chế thực phẩm chế biến này, mình trả lời cũng hơi ngắn nhưng có đủ chưa. Rồi nếu đủ chưa thì xin anh Công Hầu hỏi về một số về cái tính năng mà nghi ngờ hay là chưa có biết về cái tính năng của, mình đã nói thức ăn rồi, nhưng mà cái tính năng của nó, cái tính năng tính dược của nó, với cặp mắt âm dương và mới với cặp mắt khoa học nữa, thì cái tính năng tính dược đó giúp đỡ như mình thế nào để cho mình đừng có bối rối từ Hiziki, từ Tiếu Tô, từ Amazake, tại sao vậy, tại sao phải nhập về những cái món này, nó có lý gì đó. Thì nếu anh Công Hầu thích thì nên hỏi thêm, và trước mắt thì hỏi bổ sung cái câu này đi. Phải bổ sung câu này còn cần gì nữa không? Câu mà thực phẩm chế biến đó, không có cần nói nữa không?